Chào mừng đến với Miami. Florida là bang rộng thứ 22 ở Mỹ, có dân số đứng thứ tư Hoa Kỳ, thủ phủ là Tallahassee. Và Miami là vùng đô thị lớn nhất, đây là bang có số lượng người nói Tây Ban Nha lớn nhất ở nước Mỹ, được mệnh danh là Sunshine State, tức là bang nắng chói chang. Florida nằm rất gần với nước Cuba và Bahamas. Và Miami chính là một cái thành phố rất nổi tiếng nhờ có nhiều bãi biển nắng ấm. Lần này thì Phan Hậu Ca sẽ đến Florida để mà có thể cho mọi người thấy nơi này có quang cảnh và thời tiết giống Việt Nam như thế nào. Đặc biệt là có một trải nghiệm tá túc đầy thú vị trong một ngôi chùa nhỏ ở xứ Cờ Bông. Đây là vlog phần 1 của du lịch Florida tại thành phố biển Miami. Bố Phật xin chào từ Florida và từ Orlando thì Phan Hậu Ca đã bắt xe bus đi tới Miami. Và đây là khu vực có tên là Miami Garden. Mọi người thấy hả, Phan Hậu Ca nói khu này rất là giống với Việt Nam mình. Trời ơi, có cây xoài nữa nè. Quá trời trái luôn. Và thú vị nhất là trong chuyến hành trình lần này thì Phan Hậu Ca được tá túc, được cư trú trong một cái gọi là một cái tu viện ha. Đây nhìn lá cờ này là biết cờ của Phật giáo rồi. Bây giờ Phan Hậu Ca sẽ dắt mọi người đi tham quan để xem là tu viện ở của người Việt mình tại Miami, Florida, nước Mỹ này là như thế nào. Ở trong này thì có bếp núc, các sư cô, đây là sư cô thì ở trong này. Tối qua thì Phan Hậu Ca cũng ngủ trong này nữa. Đặc biệt là ngoài sau này, tối qua mình đã nói rồi, ở ngoài sau giường này rất là đặc biệt, cực kỳ giống Việt Nam mình. Vô đây. Ồ, đã chưa, một cái tầm nhìn ra một cái hồ rất là rộng. Đây có trái nữa nè, mồng tơi. Trời ơi, khổ quá, trái thấy ham không? Rồi bên đây một cái mấy sư cô đã tạo ra một cái khu vườn nho nhỏ của riêng mình. Có cái gì rau dền, rồi tằng ô, đủ thứ chứ nè, rau thơm, ớt, xả. Wow. Còn có chuối nữa. Nè, có cây dừa nữa nè. Rồi ở đây, ô cái hồ nè, nước nó trong veo luôn á, sâu. View hồ triệu đô ha. Trời ơi, coi nè. Qua đây coi nè. Mà khu này đa phần là người Việt hết. Rồi có đa phần những cái sư cô ở đây rồi. Những cái người Việt hàng xóm ở đây cũng đến từ miền Trung luôn. Đa phần là đến từ Huế. Trẻ xuống coi nè. Trời ơi, cá cái này một đống luôn kìa. Wow. Đây. Cá mà nó bơi dưới này có rùa nè, nước trong mà tận thấy đáy rong rêu luôn á. Mọi người ơi. Ôi rùa nó nổi lên nè. Ôi, quay đi, quay trên bờ đi. Nước quá trong rồi. Kìa nó kìa, coi bơi rồi. Lặn. Rong quá đẹp rồi, này mà lặn xuống đeo kính vô giống như là thi cung. Bà nữa kìa. Đâu? Đó, hỏi đâu lên. Tao kêu là ông rùa chứ ai kêu là bà rùa. Cụ rùa. Ôi nhìn đẹp vậy. Trời đẹp ơi. Trời ơi, cái gì đâu mà cái hồ nó phẳng lì, sạch bóng luôn. Không hề bị ô nhiễm nha, dù xung quanh là nhà cửa người ta ở san sát luôn á. Nhìn thấy dừa, rồi thấy xả, thấy cây này, cây kia, cây cao, cây xoài, cây mít. Nhìn giống Việt Nam ghê luôn á. Ai biết cảnh này ở Mỹ trời. Nhìn thấy cảnh Việt Nam mình á. Nơi đây là một nơi vô cùng thanh tịnh anh. Hả? Tự tới đây bán ẩm thấp của miền Nam mà. Có dịch sim bơi nữa nè, bác lên làm tiết canh nè. Ừ, dưới sông cũng cả. Ok. Hai bà con dành nhau chơi luôn chứ. Con mập như cưng á. Con nào mập cũng dễ thương. Có một cái con công đẹp lắm nè, nó tự trong rừng nó phóng ra ngoài nè. Này là công hoang nha, chứ không ai nuôi đâu. Này là con mái, con trống chứ. Đó,
đẹp chưa? Những cái đuôi xòe ra nè. À, dù ở đây được gọi là ban nắng ấm nhưng mà ở đây trời mưa tối ngày luôn. À, và có nhiều bão lũ nữa, kiểu khí hậu cận nhiệt đới. À, nắng mưa ở đây cũng là chuyện rất là thất thường, khó đoán. À, kéo mây còn nhanh hơn cả đường freeway nữa. Mưa ở đây thì đi theo từng cụm. À, chỗ này mưa ầm ầm, còn chỗ khác thì rất là oi oi. Tiếng mưa lộp đợp ở trên mái nhà, cộng với cái tiếng gió rít và không khí mát lạnh đầy hơi nước tạt vô, làm cho mình tưởng đâu là cảnh đồng quê ở xứ mình không à. Ai nói là xứ Mỹ này tuyết rơi nhiều đâu, chứ chỗ này chỉ toàn là nắng mưa thôi. Trời như vậy nè, làm cho những ai xa quê cũng không thấy quê xa là bao. Sư cô nấu gì vậy sư cô? Con nộm mì canh, con nộm mì con ăn chứ. Dạ, yeah. Này ăn với cơm trắng hay là mì cơm? Cơm trắng thôi. Yeah. Hiếm lắm ở Mỹ mà được ăn đồ chay ấy cô. Chứ mà ở Mỹ thì cũng hiếm, khó kiếm quán chay ha. Nhìn hấp dẫn quá nè, có nấm với tàu hủ nè. Có phước lắm đó nha. Dạ, con quay làm kỷ niệm. Để mà kỷ niệm ở Mỹ này mà được quá duyên ở phá túc trong tỉnh xá, cái này kêu là tỉnh xá hả con? Có canh nữa nè mọi người ơi, canh nấm rau củ nè. Ăn kiểu này rất là đầy đủ dinh dưỡng nhưng mà rất là tốt cho sức khỏe. Con nghĩ chắc cái kiểu đau đó cùng mình gặp tin gia đình như vậy đâu quá. Rồi hôm nay ăn lên làm ra chứ ở, gì? Ở trong chùa được ăn chay, đây là món những món sư cô nấu nè. À, đậm chất chay mà hương vị xứ Huế nè. Có bánh mì chay nha. Bình thường mình thấy bánh mì Việt Nam ổ rất là bự, cắn không nổi luôn, bự còn hơn là cùi chỏ nữa, còn cầm tay nữa. Còn này bự, bánh mì theo kiểu Việt Nam nhỏ nhắn xinh xinh, vừa ăn rất là vừa miệng, cắn cũng dễ mềm. Đây là bánh bột lọc rồi, thích nhất là bánh cam. Mà hàng là hàng tự làm tự nấu không nha, handmade tại nhà hết, giống như đồ ăn mẹ nấu vậy đó. Mà ngay cả gì bánh canh cũng tự làm luôn. Tối qua nè mình ăn bột, mình xắt bánh nè chị Trang. Cười. Dạ. Tay thôi. Bữa nay là bánh cam luôn hả cô? Là bánh cam hay bánh canh? Bữa nay cô nói bánh cam hay bánh canh? Giờ ra thành phẩm rồi nè. Giờ anh quay YouTube ra anh. Dạ. Anh có coi vlog của anh này không? Dạ em biết. Rồi hả? Có nấm hương nữa nè. Trời ơi, đặc sệt hương vị Việt Nam luôn. Nè ớt nè. Ok, chúc ngon miệng nha. Mọi người nhớ tới sư cô. Dạ. Nhớ tới sư cô nha mọi người ơi. Ở khu này tên gì anh? Khu này là tên gì? Rồi vô hả? Gì đó? Miami Garden đúng không? Là Miami Garden nha. Để số điện thoại của sư cô tại tỉnh Thất gì tu bởi chùa Từ An. Ở đây có mấy sư cô rất là dễ tính, rất là thân thiện, lúc nào cũng vui vẻ hết. Mọi người có thời gian thì qua Miami Garden thăm mấy cô nha. Trời ơi gì mà dục vậy. Đây là bánh canh bột lọc nha, bánh canh chay. Nên mà bán theo phần hả cô? Đây là vô nhà hàng không có đâu nha, chỉ có ở Từ An chùa tự mới có thôi. Đây ram ít nha. Bánh cam chả giò, bánh cam chả giò. Chả giò chay, bánh cam chay. Mà bán nhà cũng đỡ hả cô, khỏi mặt bằng, khỏi có phải giấy phép kinh doanh. Bán trong xóm rồi này coi, mà bán tràn lan bên heo đi thoát mình nó cũng tới vậy. Bớt đi, rộng có dính ông nha. Bánh cam 1 đồng một cái, còn bánh mì 1 ổ 6 đồng. Bán theo chục hả con, chục 6 đô. Mấy bữa là 5 đô. Bánh nậm cái gì cũng lên. Bánh lọc 1 cái 6 đô. Vậy 10 cái 6 đồng. Rồi rồi. Dạ. Đó, ôi chào con.
người bằng xương bằng thịt đây. Rồi chị. À chị đi với anh đó hả? Dạ không có. Dạ. Chào con. Chị cũng tới lấy hà, lấy đồ thức ăn hả? Đồ ăn hả? Đây cũng sư cô nấu đãi nè. À dạ, dạ qua đây chơi ha. Dạ, có dịp qua đây chơi. Tại vì cũng bên Việt Nam cũng quen với sư cô đó. Dạ. Nên qua đây chơi thì ở ta túc mấy đêm. Dạ. Ở 3 đêm rồi. Dạ. Rồi chung nữa chuẩn bị đi cây West chơi. Ồ dạ. Đó, đụng với chiếc mặt của em vậy sơ luôn. Dạ, phá hôn ca đó. Xong rồi, quả này luôn bực quá hiện. Em ngày quen liêm về dạ. Chứ kỳ thì mặt đụng vậy sơ luôn. Ừ, xong phim rồi, mất lắm luôn cô. Ờ, hôm bộ, cô lại, em phục của cô à? Cháu. Cháu buộc à? Dạ. Chắc quả đẹp trai. Cảm ơn cô. Ờ, mà đi đụng được luôn, mà lại tiếng Anh cái giỏ nữa chứ. Quả đẹp, sao Phan hâm mộ lại gặp ở đây? Chụp cái hình đi, chụp cái hình đi. Đây. Con cũng Hóa Huế luôn hả con? Con cũng Hóa Huế luôn hả? Luôn. Hôm nay người Huế nhiều nha. Đây con gặp luôn nè, gặp thị hết chợ đi nơi kia lên bắt đi vô à. New York hả cô? Con ghè đó sách luôn nè. À. Phan đó đại bàng nữa. Bà đại xe đồ hả con? Ờ, vậy à. Bữa nay cô đặt cái gì? Dạ. Yeah. Chào của cô. Nhà mình cứ cuối tuần là ăn chay hả cô? Hay là rằm? À, hai tuần cô mà được mới được ăn, hai tuần cô mà đặt. Có lẽ hai tuần đi có một hai tuần mà được ăn. Vậy là nấu mỗi tuần là kêu cô cũng đặt hết luôn đúng không? Nếu mà mỗi tuần nào cũng có. Tuần nào mà cô gọi là có mặt. Đâu chú? Ăn phạm với thầy quái đi. Này là mối luôn nè đúng không? Dạ. Gần đây không chị? Ở gần đây không? Ở gần đây không chị? À, ba chị. Chúc chị cuối tuần vui vẻ nha. Tiễn khách nha. Đây tiễn khách. Nói xong rồi lại tuần nào cũng lại đây lấy hàng hả cô? Dạ. Dạ chào chị. Bán tại nhà là có người lại chạy xe tới lấy hàng vậy đó. Rất là có duyên nhờ thầy Tánh giao duyên ha, mà được Florida ở đất Mỹ này, mà được ở trong một cái khu rất là giống Việt Nam. Rồi còn được sư cô cho ăn cơm chay, rồi bún chay nữa. Chùa Từ An sư cô Thuận Đăng đây là chủ trì. Và sư cô cũng có phát hành những cái món ăn chay như là buffet chay hay là tiệc chay. Tổ chức những cái tiệc chay trong cái dạ, trong các buổi lễ hay là đám cưới, tiệc gia đình thì có thể liên hệ với chùa Từ An, thì cô sẽ giao duyên cho mọi người cùng phát tâm ăn chay, phát tâm bồ đề cùng ăn chay niệm Phật. Tới Miami này mà không đi biển thì cũng giống như là đi miền Tây của Việt Nam mà không ghé chợ nổi vậy đó. Với những cái vịnh biển và những cái cây cầu bắc ngang thế này, chạy lướt băng băng ngắm toàn cái thành phố như là London ở trên mặt biển, hết sức ảo diệu. Và những cái tòa nhà ở đây á, thì chỉ được sơn một cái màu trắng toát thôi. Miami cũng nổi tiếng là chốn ăn chơi của giới trẻ sành sỏi, với những cái bữa tiệc linh đình trên du thuyền, và cũng là chốn nghỉ dưỡng của rất nhiều ngôi sao Hollywood. Hình như thì các ngôi sao hạng A nào cũng có những cái căn biệt thự hướng biển ở đây cả. Nhờ có Mexico mà mình cũng được chở đi ké tới bờ biển Miami. Thường thì cuối tuần thì Mexico cũng hay ra đây để hóng mát. Đường biển ở đây dài chừng 35 dặm, tha hồ mà đi tung bơi. Mình đã đi rất là nhiều những bãi biển đẹp trên thế giới rồi, nhưng mà có thể nói bờ biển ở Miami là nơi đầu tiên mà mình thấy có rất là nhiều chim, nhiều cá, và đặc biệt là có nhiều người Mỹ nhất. Một cái bảng chạy trên biển ghi là chạy chậm thôi, ở dưới có biển, mà chính xác là bò biển. Đây là bãi biển của Miami đây. Ồ, thời tiết ở đây rất là thất thường. Muốn mưa là mưa, muốn nắng là nắng vậy đó. Mới nói trời nắng chang chang, bây giờ trở nên âm u rồi nè.
Mọi người thấy bây giờ đang là mùa rong ha, rong biển ở xanh lè luôn. Cả một cái đường biển như thế này. Dọc bờ biển, đường biển này rất là dài nha. Mà nước biển ở đây nè, người ta nói biển Miami rất là đẹp, mà sao mình thấy ở đây hả, biển đang thù lùi. Rong rất là nhiều. Chứ là mùa này đang là mùa hè đó. Tắm như này lạnh dữ à. Cho mọi người xem bãi biển của Miami nha, của Florida. Một nơi, một trong những cái bãi biển đẹp nhất nước Mỹ. Đây, ở miền Tây mình thấy mấy cái chòi ha, cà phê chòi ha. Còn ở Miami cũng có những cái chòi nữa. Đây, người ta đậy lại rồi hả. Những cái cặp đôi sẽ chui vô đây đóng lại ha, ở trên bãi biển Miami. Rất là kín đáo, giống như một cái mùng vậy đó. Hôm nay đi tắm biển với mấy sư cô nha. Rất là vui ở Miami, Florida. Tá túc ở chùa rồi đi chơi với mấy sư cô. Ơi, có cuốn bò bò nữa đây. Cuốn bò bò này là thú cưng của nhà chùa. Chạy đi, chạy xuống. Chạy xuống xa biển luôn nè nha. Dạng lắm đó. Không có nhát đâu. Xuống đi nè. Bò. Đây là người Mexico nha. Mấy người này qua đây đánh bắt cá nè. Đó, thú vui bên này là đánh bắt cá chứ. Người da trắng ở trai đi đấu quăng rồi chắc quay sai rồi, không có con nào hết trơn. Chỉ có người nhập cư bên này mới đi đánh bắt cá vậy thôi, chứ chẳng bận xứ không ai đi bắt cá chứ. Quăng lưới giống mình nè. Quăng lần một thất bại. Để coi chút nữa cho quăng lên có con gì nha. Tiếp tục thử lần hai. Quăng chứ không có con nào nữa. Thôi đúng nha, cái đàn nó bơi tới mới được. Đây nhiều cá nó bơi thành đàn, bởi vì mấy con bồ nông á nó bơi theo nó bắt. Ô, dính cá rồi nè. Wow, hay ta. Ôi, anh chàng Mexican này bắt được câu được cá bự quá nè. Cá gì hả? Ồ, tội nghiệp cá quá à, trời ơi. Dính vô lưỡi câu con này. Ồ, cá gì hả? Quá bự rồi. Cá gì hả? Nhiều lắm, nãy giờ bơi. Trời ơi, xuống nhà bụ coi dữ rồi nè. Trời ơi, một thành quả, một chiến tích hay sao? Wow. Cá gì hả? Quá bự ha. Cái gì ta, trời ơi, máu. Ôi, con cái mỏ đó. Trời ơi, cái mỏ kìa. Dứt cái mỏ con nhỏ luôn rồi. Ủa gì đâu mà vỗ tay trời. Này giống như sát sinh vậy đó. Trời ơi, giật cái mỏ con nhỏ máu không rồi. Sao cái này ta khuất? Con cá này về thì em xẻ thịt. Từ rối luôn em. Được mà, từ cầu cá có gì đâu. Thôi mua phóng sinh lại đi. No, only fun. We want to buy $10. Tiền nha, money. Money. Ah no, money. Este el. ¿Cómo para decirle de regalado? Nó thở rồi, nó chết rồi. Ôi. No, I don't think she sells. You don't want to sell. What's he gonna do with the fish? Que si la quiere vender, dice. No, él me lo regaló. I want to buy it. No, he gave it to her free. So free? Yeah. Uh-huh. So he cashed. À, ông đó chỉ câu giải trí thôi rồi cho lại cái chị này. Oh.
Cho lại chị này. You give to me. We don't eat it. We want the fish to go back to ocean. Thôi con giải trí thôi mà, đâu có phải đi làm thịt. Go ocean, the fish go back to ocean. Họ chạy cho thầy đưa 20 đô cho bà đây là bà hiểu không? Okay. I give for you $20. Đưa 20 đô đi. Okay. And he give for you a fee. And I give for you $20. And I throw baby over there. Cô lấy 20 đô đưa bà là bà hiểu rồi, nãy bà đâu có hiểu đâu. Chốt kia tiền ra. Please. And if the fee go. Rồi bà ẩm nhà ẩm đứa nít vậy đó hả? Okay. Yeah. Nhảy đạp đạp đạp. Please. Nhiều quá chắc bà không chịu quá. Yeah. I give you money. You give me. No, I'm sorry, baby. I give. You throw it back to the ocean. Cấm hút thuốc trên bãi biển Miami từ tháng bắt đầu từ năm 2023 nha. Hút thuốc sẽ bị phạt từ 100 đến 500 đô và có thể bị phạt tù tới 60 ngày. Miami còn được gọi là thủ phủ siêu du thuyền vì nơi đây tập trung rất là nhiều những hải cảng cho các hải trình của vùng biển Caribe. Ngày xưa thì Caribe khét tiếng vì nơi đây có rất là nhiều tàu cướp biển, còn bây giờ thì Caribbean lại cực kỳ nổi tiếng với các tàu chở đầy các du khách. Người ta kêu đây là cái cung đường nửa mùa tới với Havana. Cây West là điểm cuối của tuyến đường US-1. Cầu gì đâu mà dài hơn cái cầu Âu Thước nữa trời. Từ đất liền mà đi tới cuối đảo là khoảng 260 cây số mà nó có tới 42 cây cầu. Cây West nằm ở giữa hai biển lớn, một bên là vịnh Mexico, nước êm đềm, còn bên kia đó chính là Đại Tây Dương rất là nhiều sóng. Và điểm cuối cực nam của đảo, hai điểm này gặp nhau đó chính là eo biển Florida và là thành phố Cây West. Trời cái cầu nó dài kìa. Trên trời luôn. Quá thì dài. Đó là bây giờ mới biết rồi. Em lúc mình đi ra kính cận á, nhớ không, vô cái máy nó bắn nó để cái cầu dài vậy nè, ở cầu Florida này đúng không? Quá trời dài cái cầu. Hồi em nhớ em đi ra kính cận không? Lúc mà đo mắt em nhìn vô cái cầu. Cái cầu này dài cỡ cái cầu đi Macao Chu Hải nè. Hồng Kông Macao Chu Hải. Nhìn thấy đỉnh cuối luôn kìa. Quá dài. Cầu chạy giữa hai bờ biển. Hai bên là biển mà giữa là cầu. Đi cầu gì mà đi lâu dữ vậy? Chạy xe đạp là mỏi giò, gãy giò. Đi bộ từ đầu là cầu này bắt đầu. Từ đầu cầu mà đi vô cuối cầu là 2 tiếng hồ. Ơi, trên đường tới Key West thì mọi người nhớ ghé qua một cái nơi có tên là Rubber's nha. Ở đây có những cái loại hình giải trí rất là thú vị. Chưa đâu mà thấy cá mà nó lên khên như vậy luôn á. Cá bự bành 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 không à. Một cái hệ sinh thái rất tốt tại Florida, người ta bảo tồn động vật ha. Dù là cá rất là bự nhưng mà người ta đâu có ăn, đâu có bắt đâu. Con nào cũng bự tổ chản không à. Ngoài ra nếu mà đi đúng mùa thì còn có thể thấy bò biển nè, thấy cá đuối nè, có cá sấu nữa nè trời. Ôi đặc biệt thấy ở đây thú vị chưa? Quá trời con vậy nè, mùa nóng luôn. Mùa nóng đây đang thổi lùi à. Mà khu này là phải mua vé vô nha để mà chơi với mấy con mùa nóng. Người ta cho nó ăn nè. Bởi vì mà nó bu lại cá cũng bự nữa. Ở đây người ta không có ăn cá mọi người ơi, toàn ăn thịt bò hay sao mà. Bởi vì cá hải sản đồ dưới nước nè, sinh sôi nảy nở. Ôi cái này là gì vậy? Bắt ruồi hả? Ủa bắt đóng ruồi trong này luôn. Ồ quá trời cá nè. Xoay qua cho coi mấy con bồ nông nè. Cá lội dưới nước nữa nè. Đó bồ nông kìa, nó thảy đồ ăn xuống cho nó ăn. Bồ cá thảy xuống hả ta? Kìa nó tranh nhau ăn kìa, giống như trong sở thú vậy. Ồ bay vô. Rồi quăng xuống bị mấy con cá như nước dành hết trơn rồi. Cá ăn cá. Que solo palabras, y si no las cumple. Trời ơi.
Ôi cá bự 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 không hả? Con cá quá bự rồi kìa. Wow, có con cò nữa nè. Con cá cò nữa kìa. Nè bên đây nè. Trời ơi nó bay trên trời kìa. Bồ nông không ơi. Bồ nông hả? Trời con cá nó bự tổ trảng luôn nè. Cái này nè. Wow, con gì vậy? Cá gì vậy? Quá bự rồi chị cá. Dạ, cá quá bự kìa. Nè. Khủng lồ luôn á. Quá trời bự rồi nè. Ồ. Bự thấy ớ luôn á. Ôi. Trời bá lửa luôn trời. Ồ, trà bá lửa luôn trời ơi, quá khổng lồ à. Quộn quộn luôn nè, dậy chơi chứ. Sau đây ngộ em ha. Tôi nè. Ở đây có quán ăn, quán nước. Đó. Gì lâu mặt thịt cumber. Chữ là tới đây để cho cá ăn nè. Cái này là cá tampon hả? Nồi là 2,5 đô. Ồ cái gì vậy này ta, rong riêu nữa hả? Ồ sao thối như vậy? Thối bây giờ giống cái mùi lục bình mà để úng á. Thối quá à. Không. Bãi biển dơ kìa ông. Ồ sao mà kỳ vậy ta, không có bãi biển tắm luôn á. Nè có cái này nè, đâu có bãi tắm đâu, bãi giả luôn. Đó, cho mọi người xem đây là bãi biển Key West. Một trong những bãi biển rất là phổ biến. Đây là một trong những cái bãi biển mà nổi tiếng ở Key West nha. Người ta tới đây tắm biển rồi nè. Mà sao rong rêu dữ vậy ta? Rong này nó mọc úng lên, cái nó chết nó úng thú ình nè. Đây người ta tắm đây rất là đông. Cái này có thể được gọi là mũi cực nam của Mỹ, giống như mũi cực nam của mình ở mũi Cà Mau vậy đó, nằm tuốt ở phần phía nam phía dưới. Nó lên trên này có cái ống dòm nè để mình nhìn qua đất nước bạn. Đây chính là mũi cực nam của Mỹ nha. Ở đây cho cái bản là từ đây tới Cuba chỉ có 90 mai thôi. Tao thấy là hả? Ở đây ghi là 90 mai nữa thôi là tới Cuba nha. Nói chung Key West này là 180 mai. Mà cái cầu này là phân nửa đoạn đường tới cái Cuba rồi đó. Chỉ cần nói thêm nữa thôi là sẽ tới thủ đô Havana của Cuba. Giữ Home of Sunset là cái gì, nơi đón hoàng hôn của Mỹ, Key West. Cái cột này thông mà rất là nhiều người tới đây để chụp hình, xếp hàng, dù nắng rất là nóng. Là đầu tiên tới mũi cực nam của nước Mỹ đó. Này có bức tượng gì vậy ta? Oh. Rồi đây. Cây quá thì sao? Chỗ nào Miami đẹp lắm. Ờ. Chưa đi chưa biết Miami đi rồi mới biết. Không có gì đi xa thấy bà chạy cái cầu dài thấy ngon vậy. Không có gì. Rốt cuộc xuống ngắm cây cầu quá dài. Mình tận hưởng cái nắng của Mỹ đi. Nắng của Mỹ khác nắng Việt Nam không? Không có đẹp nữa. Bãi biển hả? Không có bãi biển để tắm. Đâu có bãi cát gì đâu đúng không? Nắng đây có mùi trái ha, có mùi chói. Chuẩn không biết chơi gì chưa, ngồi xe 4 tiếng hồ. Ấy, có cờ Việt Nam kìa, cờ Việt Nam kìa. Cờ Âu, cờ của ba đó. Cờ đỏ sao vàng mà. Cờ của ba đó. Đây, đây là khu nhà tại Miami Garden. Đây là khu mà rất là nhiều người Việt sinh sống ở đây tại Florida, thành phố Miami. Cách trung tâm là khoảng nhiêu ta, nửa tiếng, 30 phút đi xe. Khu này người miền Trung ở đông lắm nha. Đa số là cộng đồng người Huế, đặc biệt là trong này mình sẽ ở trong một cái tu viện từ an của một sư cô tính tình điềm đạm dễ thương. Đó, bên tay trái có một cái khu rừng rất là dày. Trong đây mà ban đêm đồ thú rồi nó túa ra.
ở đây rất là thiên nhiên, một cái hệ sinh thái sống chan hòa với thiên nhiên. Buổi tối nghe con này con kia kêu nghe cũng ớn ớn lắm đó. Sắp tới nhà rồi, thấy khu này nhà, dù là nhà mobile home không nhưng mà ở đây rất là thân thương. Bữa mobile home mà đọc thành lộn thành mobile home, ở trong cái hòm này cũng được lắm. Trời ơi, nói gì mà khẩu nghiệp. Ông nói chứ ai. Ồ, có cây xoài nữa nè. Ôi, tới nhà rồi. Giờ mới mưa xong. Cảm ơn sư cô Thuận Đăng cũng như là ba sư cô các Minh Mẫn đã chứa chấp. Nói chung là trong cái hành trình du lịch mà gặp được những cái nhân duyên rất là tốt để mà cô trò mình gặp nhau. Cái này là một chút lòng thành của bốn đứa con để mà biết tin rằng cô cũng mong muốn có một cái ngôi chùa ở đất Mỹ này. Hy vọng rằng cô sẽ sớm đạt được cái hành nguyện của mình để mà có một cái nơi mà để bá tánh thập phương có thể cùng nhau quy tụ về để mà trao dồi công đức. Thì ngôi chùa rất nhỏ nhưng mà cô luôn luôn là mở rộng vòng tay để đón nhận cả con không chê nhỏ. Thì hôm nay cô chọn mình lại cùng nhau suốt mấy ngày qua. Thì cô xem con như cháu chắc trong nhà, thương yêu và giúp đỡ như một người tu sĩ. Thì luôn luôn thương tất cả những người con Phật và những người có tâm ăn chay. Cả con rất là dễ thương. Trong công việc thì quý cô thức ăn chay là cái niềm vui khi mà bà Tánh á có cái khởi lòng từ để ăn chay thì quý cô sẵn sàng thì nấu những món chay gì được thì cho vui vậy thôi, chứ cũng có ngon như các nhà hàng các nơi khác, cơm rau đỏ bạc. Rồi cô cũng chúc cả con lên đường bình an và nhất là giữ gìn sức khỏe. Khi mình có sức khỏe và có cái tinh thần thì mình sẽ làm được nhiều việc và sáng kiến nhiều hơn nữa. Rồi bà Trang về lại quê nhà thì làm ăn phát tài phát đạt rồi một ngày trở lại Mỹ nữa gặp lại nhau ha. Rồi A Di Đà Phật. Rồi con để vô chuông để gieo duyên về tam bảo ha. Cô cảm niệm công đức của các con nha. Hy vọng về Việt Nam về Huế gặp cô lại. A Di Đà Phật. Rồi. Rồi bye bye. Nhớ cô nhiều. Chụp cho cô vài trang hay cô chọn một cái. Người thôi. Xin cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã theo dõi vlog phần 1 Miami tại bang Florida và cảm ơn các sư cô đã cho nhóm của mình tá túc vài đêm. Nếu như mà có duyên xem vlog này thì mọi người cũng có thể liên hệ với sư cô theo thông tin mà đã cho để mà phát tâm với Tam Bảo. Tạm biệt hẹn và hẹn gặp lại vào vlog phần 2 tại Orlando của Florida.